Đây đây một con. Con đầu tiên. Đây con thứ hai nè. Đây cả nhà. Đây được một con nữa. Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Buổi sáng chúc cả nhà mình nè, ngày mới tràn đầy niềm vui. Sáng nay á thì mình tiếp tục đi thăm bẫy chuột. Mình đặt thì theo cái cặp bờ ruộng, chỗ nào mà có đường mòn á thì mình bẫy. Bây giờ mời cả nhà mình cùng mình đi thăm bẫy chuột với mình nha. Xem sáng nay á thì được bao nhiêu con. Đây chỗ này á thì mình đặt hai cái nè. Ồ dính hai con luôn cả nhà ơi. Đây đây một con. Con đầu tiên. Đây con thứ hai nè. Bằng lứa nhau không ta? Bên này không có ta. Đây dấu nó cắn nè. Dấu này cắn hồi tối luôn. Vậy chỗ này mình đặt một cái nữa nè. Ủa sập rồi. Được một con lứa. Ồ bên đây cũng sập nữa hả? Đây cái nha. Đây được một con nữa. Lúc như đây thì không có sập. Rồi, này chất quá. Chỗ này á, lúc trước á, chuột nó nhiều lắm. Ồ, mình đây một con bự nè. Đây. Động lực Trung Quốc. Rồi mình một con nữa. Dính liên tiếp luôn. Rồi không có. Mình thì cũng không có luôn. Rồi mình đi sập sảy ta. Đây chỗ này á thầy người ta ủi làm lúa nên chuột cái chú ăn nó bớt lại. Lúc trước á chú ăn ở đây nhiều lắm. Đây nãy giờ thì mình đã thăm xong nha. Đây sáng nay được như đây à, thấp thu rồi, được ba con bự, ba con lứa, hôm nay được 6 con à. Đây bẫy của mình thì có nhiêu đây, chỗ này không có ít chuột hết ta, chỗ này nè, mình thấy đường mòn nó cũng mới nhưng mà nó không có chạy gì, được có nhiêu đây. Rồi bây giờ mình cũng xin khép lại video tại đây luôn nhé. Rồi hẹn cô chú anh chị nha.
những video tiếp theo nha. Rồi chúc cả nhà mình xem clip thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.